Vừa qua, Ủy ban nhân dân phường Lý Thái Tổ vừa kiến nghị Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Hà Nội dừng thí điểm kinh doanh đến 2 giờ sáng đối với cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar Camellia Lounge tại 20 hàng tre sau 2 năm hoạt động. Theo Ủy ban Nhân dân phường Lý Thái Tổ, mô hình kinh doanh dịch vụ đến 2 giờ sáng của Camellia Lounge trên địa bàn phố cổ là không phù hợp. Thứ nhất là kinh doanh quá muộn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của các hộ dân xung quanh. Thứ hai, hộ kinh doanh không thực hiện nghiêm túc việc kinh doanh theo giấy phép như kinh doanh si sa, bóng cười, mở nhạc to gây mất an ninh trật tự, kinh doanh qua giờ quy định gây khó khăn cho công tác quản lý của địa phương. Vì thế, Ủy ban Nhân dân phường Lý Thái Tổ kiến nghị không để cơ sở kinh doanh Camellia Lounge hoạt động đến 2 giờ sáng để đảm bảo tình hình an ninh trật tự xã hội và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân trong phường.